quay trở lại với phần tin buổi tối là một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cơ quan CDC đưa ra lời cảnh báo về sự tồn tại của loại vi khuẩn kháng thuốc Superbug. Truyền thông quốc gia loan báo như loại vi khuẩn kháng trụ sinh nguy hiểm, hay còn gọi là Superbug, hiện đang tồn tại ở một số nơi Hoa Kỳ. Thế theo báo cáo của cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC, các chuyên gia cho biết họ đã tìm thấy hơn 200 loại gene đặc biệt có thể dẫn tới tình trạng lờn thuốc trụ sinh. Trung bình vào mỗi năm, có khoảng 36.000 người dân Hoa Kỳ qua đời vì nhiễm vi khuẩn kháng thuốc Superbug. Hầu hết đều có nguồn gốc từ các bệnh viện trên toàn cõi quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới đồng thời cho biết không có đủ kháng sinh mới để chống lại mối đe dọa này, do sự kháng thuốc sẽ phát triển nhanh hơn so với các loại thuốc chờ được chấp thuận thông qua. Thưa quý vị, tháng 11 là tháng của bệnh tiểu đường tại Hoa Kỳ. Mặc dù không có cách chữa trị, thế nhưng có rất nhiều cách để người bệnh có thể kiểm soát được bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường xảy ra khi hàm lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường vì cơ thể không sản xuất được insulin. Tiểu đường loại 1 và 2 là những căn bệnh phổ biến tại Hoa Kỳ. Trong số 10 người mắc bệnh tiểu đường thì có tới 9 người được chẩn đoán bị tiểu đường loại 2, tức là do lối sống gây ra. Còn tiểu đường loại 1 là một căn bệnh bẩm sinh khi cơ thể hoàn toàn không thể sản xuất được insulin. Căn bệnh tiểu đường đang ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 30 triệu người trên toàn quốc, đồng thời là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 7 tại Hoa Kỳ, thể theo báo cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Thuốc trừ sâu còn tồn đọng trên thực phẩm có thể khiến cho người ăn bị vô sinh. Những người mẹ thường hay khuyên con cái nên ăn nhiều rau củ và trái cây để duy trì một sức khỏe tốt. Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu mới đây lại cho thấy những loại thuốc trừ sâu còn tồn đọng trên vỏ trái cây và rau củ có thể cướp đi khả năng làm mẹ của chúng ta, vì những loại hóa chất này có thể khiến cho người ăn bị vô sinh. Cuộc nghiên cứu nêu trên đã được đăng trên tạp chí y khoa Journal of the American Medical Association. Các chuyên gia nói rằng thuốc trừ sâu có thể khiến cho nữ giới giảm khả năng mang thai và thậm chí là hư thai. Thế nhưng hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chính thức. Bộ Canh Nông Hoa Kỳ cho biết bơ, bắp và cam thường có ít thuốc trừ sâu tồn đọng bên ngoài vỏ. Còn những loại trái cây rau củ khác như là đào, dâu, spinach và ớt có rất nhiều thuốc trừ sâu. Nếu như quý vị đang muốn mang thai, hãy giảm ăn những loại thực phẩm có nhiều thuốc trừ sâu hoặc là chọn những sản phẩm hữu cơ, organic. Làm sao giữ được một thân hình cân đối trong kỳ nghỉ lễ cuối năm? Thưa quý vị, một kỳ nghỉ lễ dành cho lễ Giáng sinh hiện đang sắp sửa bắt đầu. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ được một thân hình cân đối trong dịp lễ đang là một câu hỏi khó khăn đối với nhiều người. Nhằm để giải đáp cho câu hỏi này, các chuyên gia của CNN đã đưa ra một danh sách những lời khuyên bổ ích. Việc của quý vị bây giờ là đặt ra mục tiêu và theo sát những lời khuyên này trong thời gian sắp tới. Thứ nhất, cường độ luyện tập thể thao quan trọng hơn vì quý vị dành bao nhiêu thời gian để luyện tập. Tăng cường độ tập luyện thể thao theo từng nấc với những bài tập có sức nặng hơn. Thứ hai, trước khi đến nhà của bạn bè hay gia đình đang tiệc, quý vị hãy ăn dằn bụng trước ở nhà để không bị những món ăn khác cám dỗ. Bên cạnh đó, đừng mua hàng trên mạng mà hãy trực tiếp đến các cửa hàng, vì việc đi lại sẽ giúp cho chúng ta đốt bớt calories. Điều quan trọng nhất đó là hãy cân bằng giữa việc tập luyện thể dục chứ đừng ăn quá nhiều để tránh bị tăng cân. Đan Mạch lại tiếp tục phá hủy các trang trại chồn. Việc thiêu hủy hàng loạt trang trại chồn nhằm mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm của một dòng virus corona đột biến sang người tiếp tục diễn ra ở Đan Mạch vào thứ Sáu 13 tháng 11, bất chấp sự thách thức pháp lý mà chính phủ này đang phải đối mặt. Các nhà chức trách tuần trước đã bắt tay vào kế hoạch loại bỏ toàn bộ đàn chồn 17 triệu con, một trong những nơi nuôi chồn lớn nhất trên thế giới, đồng thời nói rằng chủng mới có thể di chuyển sang người và né tránh vaccine COVID-19 trong tương lai. Thế nhưng quyết định này đã vấp phải một thách thức pháp lý vào thứ Ba ngày 10 tháng 11. Chính phủ đã vội vàng đưa ra luật chống lại việc thiêu hủy tất cả các chồn nuôi trong nước. Mặc dù luật pháp không còn bắt buộc người dân phải thiêu hủy chồn không nhiễm bệnh, thế nhưng ở một trang trại thuộc vùng nông thôn Fionan, miền trung của Đan Mạch, đã vẫn tiến hành thiêu hủy 64.000 con chồn của mình. Bản tin tiếp theo có liên quan tới chú chim bồ câu đua có trị giá tới 1,5 triệu Mỹ Kim.
nhà đấu giá trực tuyến cho biết một con chim bồ câu đua 2 tuổi của Mỹ Quốc có tên là New Kim đang hy vọng sẽ lập kỷ lục thế giới mới khi đạt hơn 1,5 triệu Mỹ Kim trong cuộc đấu giá. Mức giá còn là một kỷ lục đặc biệt hơn vì con chim này là con mái. Theo đó, giá cả để trả cho con chim bồ câu đạt 1,32 triệu euro trong tuần này, vượt qua con số là 1,25 triệu euro đã từng đạt được vào tháng 3 năm 2019 cho một con chim bồ câu khác của Mỹ Quốc, đó là Amando. Phiên đấu giá dự kiến sẽ diễn ra đến Chủ nhật ngày 15 tháng 11. Nicolas Gibran, giám đốc điều hành và người sáng lập nhà đấu giá PIPA, nói với báo chí rằng thông thường thì con trống sẽ đáng giá hơn con mái vì nó có thể sinh nhiều con hơn. Vì vậy, đây là kỷ lục đặc biệt khi có một con mái với giá này. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại.